Phát sinh ca nhiễm mới trở lại từ ngày 10 tháng 7, đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 360 trường hợp mắc COVID-19. Đáng chú ý là chỉ trong thời gian ngắn đã phát sinh 23 chuỗi lây nhiễm tại các địa phương, khiến gia tăng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Riêng chuỗi lây nhiễm liên quan đến công ty điện tử Việt Hoa, đến nay đã ghi nhận khoảng 150 ca bệnh và vẫn được nhận định ở mức độ nguy cơ rất cao. Theo nhận định của ngành y tế, thì Đà Nẵng có 8 chuỗi nguy cơ cao, 6 chuỗi đã được kiểm soát, 3 chuỗi không phát sinh ca mắc mới, một số chuỗi khác ít có nguy cơ hoặc nguy cơ thấp. Các giải pháp tổng thể về khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đang được ngành y tế triển khai quyết liệt để có thể chặn đứng đà lây lan của dịch trong thời gian thành phố giãn cách theo quy định.